suối rất sâu. Đội tiếp cận là hiện nay đang lội qua suối để sang bên kia treo lên núi nữa thì mới đến khu vực an toàn, mà hôm lọ cũng là di dân di chuyển, bà con di chuyển về tập kết ở đấy. Xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ những ngày qua, với 2 người chết, 1 người bị thương do sạt lở đất. Riêng thôn Khe Bín gần như bị san phẳng bởi sạt lở và lũ quét. Hơn 140 hộ dân với trên 1.300 nhân khẩu phải di rời đến trụ sở xã, nhà văn hóa thôn hoặc nhà người thân để ở nhờ. Mưa lũ cũng gây sạt lở đất đá trên các tuyến giao thông, khiến nhiều thôn bị chia cắt và xã cô lập với huyện. Với phương châm 4 tại chỗ, ngay khi mưa giảm, thời tiết bớt nguy hiểm, xã đã huy động gần 200 người ở các thôn Bó Mi, Làng Cọ, Khe Pháo, đi bộ vượt núi vượt rừng, gùi các nhu yếu phẩm thiết yếu vào ứng cứu những người đang bị cô lập. Số hàng này do các xã lân cận và các đoàn từ thiện mang đến, nhưng không lên được xã vì sạt lở vùi lấp giao thông. Ông Triệu Văn Nhơn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Phượng cho biết, số hàng được mang về trung tâm xã, phân phát cho những người đang tránh nạn tại đây, cũng như gùi đi để phân phát cho người dân các thôn bên trong đang bị cô lập. Ngoài sự quyên góp của các nhà hảo tâm và các đoàn thiện nguyện, ngay tại xã cũng đang vận động các hộ bị thiệt hại hỗ trợ tối đa trong khả năng của mình để giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại. Hiện xã cũng đang huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục các điểm sạt lở nhằm kết nối được với các bản bị cô lập trong thời gian sớm nhất, trước mắt là đảm bảo việc đi lại giữa các thôn.